Lời khai của chùm siêu xe Phan Công Khanh tại cơ quan điều tra Phiên tòa xét xử vụ án sân bay Điện Biên, cựu phó chủ tịch thành phố không đồng ý cáo trạng Vụ dùng xăng sát hại người tình, 19 năm tù cho kẻ của ghen Khởi tố 3 đối tượng trong vụ hai mẹ con trên cao nguyên đá bị sát hại Ngay thở giây phút cứu hai em nhỏ giữa dòng nước lũ Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Báo Lao Động để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, liên quan tới vụ án trùm siêu xe Phan Công Khanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khiến dư luận xôn xao thời gian qua, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục tạm giam Phan Công Khanh cùng đồng phạm là Mohamed để mở rộng điều tra vụ án. Ông Phan Công Khanh có tên gọi khác là Khanh Super, nổi tiếng trong giới buôn bán các loại siêu xe và có showroom cây Super trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Còn ông Mohamed Dafa là cộng tác viên làm việc tại showroom của Khanh. Quá trình điều tra, ông Khanh thừa nhận hành vi phạm tội và khai vướng vào vòng lao lý là do đam mê cờ bạc. Theo đó, ông Khanh nhiều lần sang Campuchia đánh bạc dẫn đến nợ số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Khanh vay tiền để đầu tư bất động sản nhưng bị thua lỗ nặng. Ông Khanh mở showroom cây super và sử dụng hình ảnh tên tuổi của mình để nhiều người gửi siêu xe bán với mong muốn gỡ gạc. Sau đó, bà LNTH, 32 tuổi, ngụ ở thành phố Thủ Đức tố cáo ông Khanh lấy siêu xe giá 10 tỷ đồng của mình nhiều bán dùng để mang đi cầm cố. và cuộc điều tra ngày 9 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quy định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phan Công Khanh và và Mohamed Dafa. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của anh LTS quê ở An Giang, tố cáo Mohamed Dafa cùng đồng bọn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, tháng 1 năm 2023, Mohamed Dafa đã giới thiệu anh S mua ô tô BMW, biển số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với giá 1,8 tỷ đồng. Tháng 4 năm 2023, Mohamed Dafa liên hệ với anh S mượn xe BMW này để làm phương tiện đi lại. Anh S đồng ý và nói với Mohamed Dafa, nếu có người mua lại xe được giá thì báo cho anh để chốt giá. Anh S cũng yêu cầu Mohamed Dafa không được tự ý bán hoặc cầm cố xe ô tô trên. Sau một thời gian, anh S gọi điện thoại hỏi về tình trạng xe có bán được chưa, thì Mohamed nói dối là vẫn đang sử dụng để đi lại. Tuy nhiên, thực tế, Mohamed Dafa đã mang ô tô BMW của anh S đi cầm cố để lấy 1 tỷ đồng. Công an cũng tiếp nhận đơn của anh P quê ở Kiên Giang, tố cáo Phan Công Khanh mượn siêu xe của anh để trưng bày tại showroom vào ngày khai trương mùng 8 tháng 6 năm 2023. Đến ngày 13 tháng 6, ông Khanh cùng đồng bọn đã bán chiếc xe trên cho anh PHL ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh để chiếm đoạt số tiền 24,5 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Khanh và Mohamed Dafa về hai tội danh trên. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra. Liên quan tới vụ án sân bay Điện Biên, trong ngày đầu diễn ra phiên tòa xét xử, 9 bị cáo trong vụ án này đã có 3 trên 9 bị cáo không đồng ý với cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát truy tố, trong đó có bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ. Sáng ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 bị cáo trong vụ án sân bay Điện Biên sau nhiều lần trì hoãn. Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, và là một trong các vụ án được đưa vào diện theo dõi của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Điện Biên. Trong các ngày xét xử đầu tiên, các bị cáo đã được nghe công bố toàn bộ cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên truy tố trước tòa. Theo đó, bị cáo Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Khương bị truy tố về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà đất thu hồi đất và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Trung Kiên, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Đình Hiệp, Bùi Thị Ánh và Bùi Mạnh Cường bị truy tố về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và bị cáo Trần Thị Hòa bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tại phần xét hỏi, các bị cáo Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Khương và Trần Thị Hòa đã thừa nhận hành vi chi trả sai quy định tiền lương và chế độ nội nghiệp, ngoại nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 241 triệu đồng. Ngoài ra, lập khống hai hợp đồng thuê máy móc phương tiện cho nhóm lao động với số tiền 26 triệu đồng để chi tiêu ngoài quy định. Đối với hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, các bị cáo Trần Thị Vân, Nguyễn Thị Khương, Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh đều thừa nhận tội danh bị truy tố theo cáo trạng, trong đó thừa nhận thực hiện bồi thường hỗ trợ vi phạm pháp luật về đất đai và chính sách. Bị cáo Vân, Khương khai do Nguyễn Tuấn Anh thúc ép tiến độ và dọa cắt hợp đồng đối với Khương nếu không trình phương án đúng thời hạn nên không kịp thu thập thêm bất kỳ tài liệu nào khác liên quan tới việc xác định chi phí đầu tư vào đất của các công nhân. Các bị cáo cũng thừa nhận đã không thực hiện kiểm tra, xác minh đối tượng bị thu hồi đất có trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu nhập ổn định trên diện tích đất bị thu hồi hay không, đồng thời không thực hiện niêm yết công khai, khai toán phương án và không tổ chức lấy ý kiến người bị thu hồi đất, nhưng vẫn lập lại phương án bồi thường hỗ trợ. Bị cáo Phạm Trung Kiên cho rằng trình tự, thủ tục, hỗ trợ bồi thường chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên phủ, Nguyễn Đình Hiệp, cựu phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Điện Biên phủ và Bùi Thị Ánh, nhân viên phòng Tài nguyên Môi trường, không đồng ý với cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên. Chúng tôi sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất về phiên tòa trong những video tiếp theo liên quan tới vụ việc hai mẹ con trên cao nguyên đã bị sát hại do mê tín dị đoan mới đây thông tin từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà giang đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố lệnh tạm giam đối với ba bị can trong vụ việc nói trên để điều tra về tội giết người các đối tượng gồm Lý Quang Hùng, sinh năm 2005, Long A Phùng, sinh năm 2004 và Vàng Văn Phùng, sinh năm 2004. Trước đó, như đã đưa tin, vụ án mạng khiến cho bà Vàng Thị Trùng, sinh năm 1963, trú tại xã Bản Phùng, Hoàng Su Phi, cùng con trai là Lùng A Phùng, sinh năm 1991, tử vong tại nhà riêng. Sau gần 2 ngày, ba nghi phạm của vụ án đã bị bắt giữ. Tại công an, các đối tượng khai do nghi ngờ nạn nhân là Ma Ngũ Hải, hại người thân của Vàng Văn Phùng nên đã ra tay sát hại. Gây án xong, các đối tượng đã dùng dây thừng treo cổ nạn nhân để tạo hiện trường giả. Trong đêm 29 tháng 7, hơn 30 chiến sĩ công an Hà Giang đã xuyên đêm dựng lại hiện trường, đồng thời thu thập thêm các bằng chứng tình tiết để làm rõ vụ việc. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Minh Sơn là hung thủ gây ra vụ thảm án dùng xăng sát hại người tình diễn ra vào khoảng đầu năm 2023. Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2018, Đỗ Minh Sơn, dù đã có gia đình nhưng vẫn quan hệ tình cảm với bà Hà Thị Tê, chồng của bà Tê đã mất, trú tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên. Quá trình gặp gỡ giữa Sơn và bà Tê xảy ra mâu thuẫn tình cảm, Sơn nghi ngờ bà Tê có quan hệ với một người đàn ông khác. Trong cơn cuồng ghen, Sơn đã mua xăng đi đến nhà bà Tê với mục đích để đốt hết đồ đạc mà trước đó đã mua cho bà Tê. Hậu quả khiến cho bà Tê bị bỏng nặng và tử vong sau đó. Tại phiên tòa, Đỗ Minh Sơn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Đỗ Minh Sơn là côn đồ, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Sơn 19 năm tù về tội giết người. Trước đó, như lao động đã thông tin, ngày 3 tháng 3 năm 2023, Đỗ Minh Sơn đến cửa hàng xăng dầu thuộc km 25 xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, mua 200.000 tiền xăng rồi đến nhà bà Tê thực hiện ý đồ đã dự định. Tuy nhiên, khi đến nhà, thấy bà Tê không nói chuyện và nghĩ là khinh thường mình, nên bị cáo đã hất can xăng vào người. Do đang ngồi cạnh bếp lửa dẫn đến bà Tê bị cháy chết. Hậu quả bà Tê bị bỏng tới 90% cơ thể và được đưa đi cấp cứu nhưng do có vết thương quá nặng nên đã tử vong vào sáng ngày 7 tháng 3. Thời gian vừa qua, nhiều khu vực trên cả nước đã phải hứng chịu nhiều trận mưa lớn dẫn đến tình trạng thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là tại các tỉnh thành Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Mới đây, lực lượng chức năng làm công tác cứu hộ cứu nạn tại khu vực huyện Krompa, tỉnh Gia Lai đã cứu thành công hai em nhỏ bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Khoảng 15 giờ ngày mùng 2 tháng 8, Hai em nhỏ 14 và 15 tuổi ở xã Iarosai, huyện Krongpa, Gia Lai gặp mưa lớn trên đường đi dãy. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến cho suối Iarosai dâng cao. Hai em cố gắng vượt qua suối để về nhà và bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Rất may, cả hai bám vào một cánh cây và kêu cứu. Lực lớn chức năng đã sử dụng áo phao, dây thừng cùng với thanh niên làng ra giữa dòng lũ để cứu hai em nhỏ, đưa vào bờ an toàn sau hơn một giờ nỗ lực cứu hộ cứu nạn giữa trời mưa và nước xiết. Sau vụ việc sạt lở thương tâm ở đèo Bảo Lộc khiến ba chiến sĩ cảnh sát giao thông và một người dân thiệt mạng, lực lượng chức năng tại tỉnh Lâm Đồng đã và đang tiếp tục tiến hành ra soát các khu vực có nguy cơ sạt lở xảy ra, phát hiện còn hơn 160 điểm có nguy cơ cao. Điều này khiến không ít hộ dân ở Lâm Đồng lo lắng bất an. Những ngày qua, cuộc sống của gia đình ông Đoàn Đình Quân ở xã Dramberry, thành phố Bảo Lộc, bị đảo lộn khi phải sơ tán khỏi nhà do sạt lở. Ông Quân kể, Sáng ngày 30 tháng 7, khi vợ chồng ông cùng với hai con ở nhà thì trời mưa tầm tã, gió giật mạnh. Lúc này ông nhìn ra ngoài, phát hiện từng khoảnh đất bên hông nhà sụt xuống, diện tích sạt lở mỗi lúc một lớn hơn, tiến sâu vào tường nhà. Lo sợ vợ chồng ông Quân dọn dẹp, gói vội đồ đạc rồi đưa hai con đến nơi khác ở tạm ít hôm để đảm bảo an toàn. Tới nay, gia đình ông Quân vẫn chưa dám về nhà. Bảy hộ dân khác tại xã Dambury và phường 2 thành phố Bảo Lộc cũng rơi vào hoàn cảnh như gia đình ông Quân. Họ phải sơ tán cả gia đình đến nơi khác tránh trú để phòng sạt lở, sụt lún đất do mưa kéo dài. Trong khi đó, một số tuyến đường ở thành phố Bảo Lộc dạn nứt sụt lún. Tại đường Phạm Hồng Thái, xã Đại Lào, một đoạn đường bị hư hỏng sụt lún. Trên mặt đường lộ rõ những vết nứt toác, khoét hàm ếch, hư hỏng khiến nhiều người đi đường bất an khi đi qua khu vực này một người dân ở xã Đại Lào cho biết, vết nứt xuất hiện mấy hôm trước sau trận mưa kéo dài khiến ai cũng lo lắng. Mưa lớn kéo dài là một số nơi ở thành phố Bảo Lộc bị ngập nước, sụt lún và sạt lở đất. 130 hộ dân tại xã Đại Lào phải sơ tán tài sản, vật dụng tới nơi cao giáo khi nước tràn vào nhà, gây ngập. Trên 115 hecta cây trồng các loại hư hại vì nước ngập. Tương tự, cuộc sống của 60 hộ dân ở xã Lộc Châu cũng bị đảo lộn vì nước suối dâng cao, ngập và sạt lở nhiều điểm. Nhưng năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở với tần suất dày, gần nhất là vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc vào chiều ngày 30 tháng 7. Đất đá trên đỉnh đồi sạt lở xuống khiến cho ba chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông Madaway hy sinh, một người dân tử vong. Giao thông qua đèo Bảo Lộc bị ách tắc gần 2 ngày. Không riêng thành phố Bảo Lộc, dạng sáng ngày 29 tháng 6, sau cơn mưa kéo dài gần 3 giờ, một đoạn bờ ta luy của công trình trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt đổ sập. Hàng nghìn khối đất đá đổ tràn xuống dưới đường, gây hư hỏng, vùi lấp 3 căn nhà 3-4 tầng, lán trại, làm 2 người chết, 5 người bị thương. Sau khi làm việc với đoàn chuyên gia Nhật Bản, tỉnh Lâm Đồng sẽ thiết lập bản đồ cảnh báo những khu vực nguy cơ sạt lở cao trong toàn tỉnh, thực hiện trước ở thành phố Đà Lạt cảnh báo 163 điểm sạt lở toàn tỉnh, nhiều người được huy động sơ tán đồ đạc, trang thiết bị trong trường học đến nơi cao giáo. Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương kiểm tra giả soát những khu vực sung yếu, ven sông suối, vườn đồi, cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt. Ngoài ra, tỉnh yêu cầu phải tổ chức lực lượng xử lý ngay, phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, ba sẵn sàng khi có sự cố xảy ra. Các địa phương chủ động kiên quyết di rời, sơ tán các hộ dân, người làm việc ở những khu vực chân núi, điểm có độ dốc lớn, nguy hiểm, nguy cơ sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản. Đồng thời, chủ động thực hiện phương án bố trí hỗ trợ ổn định nơi tránh trú và đời sống cho các hộ dân phải di rời. Mới đây, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã không khỏi bất ngờ và bức xúc trước hình ảnh nhiều cây xanh ở quận Bình Tân, Bình Thạnh bị cắt trụi cành còn trơ lại cành. Được biết hàng năm, việc cắt tỉa cây xanh vẫn được diễn ra nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là vào mùa mưa. Tuy nhiên, việc cắt tỉa cây xanh không đúng kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và gây mất an toàn và mỹ quan. Theo ghi nhận, 12 cây phượng nằm trong khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm, Sangrila, quận Bình Tân bị cắt hết cành, có cây chỉ còn lại thân cao từ 3 đến 5 mét trên thân lác đác vài chồi mới mọc lại. Hầu hết phần gốc các cây đều còn tươi tốt, không có dấu hiệu mục hoặc sâu bệnh. Chị Nguyễn Thị Thanh, 35 tuổi ở quận Bình Tân, thường di chuyển qua đây cho biết, hàng cây phượng tại đây được mang từ nơi khác đến trồng nhiều năm trước. Việc cắt tỉa thường được tiến hành định kỳ vài năm một lần để đảm bảo an toàn cho người đi đường thân cây cao, tán cây tỏa ra, xung dây lá che bóng mát cho người đi đường trước khi có tốt công nhân đến tỉa cành. Đến khi họ làm xong, chị Thanh bất ngờ vì hàng cây bị gắt trụi, không khác gì cột điện. Chị Thanh cho biết, mới đây thôi, hàng cây còn xanh mát mơn mờn, nay đi qua nhìn trơ trụi không nhận ra luôn. Tôi cảm thấy xót xa cách đó hơn 15 km. Hơn chục cây me tây, đường kính từ 30 đến 50 cm nằm trong công viên Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh cũng bị cắt tỉa đề phòng mưa bão. Theo ghi nhận, nhiều cây chỉ còn nhánh thô ráp, trồng thiếu sức sống xen kẽ những cây lớn vẫn còn nguyên cành lá. Bà Hoàng Thị Lan bán hàng ăn uống gần khu vực cho biết, những cây me này phủ tán rộng, che bóng mát cho người dân đi bộ tập thể dục. Người bán hàng ở chợ Thanh Đa đã nhiều năm nay Vài ngày trước, có người đến tỉa cành, nhưng khi xong việc, cây chỉ còn trơ trọi những nhánh to. Người phụ nữ 55 tuổi cho biết, vào cao điểm mùa mưa bão, việc cho cắt tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn là hợp lý. Thế nhưng việc cắt tỉa cũng nên có lộ trình để che mát hai bên đường, chứ không nên cắt trụi, bởi phải mất mấy năm cây mới lớn cho bóng mát được như vậy. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Chế Đình Lý, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên Đại học Quốc gia TP.HCM, trong chuyên môn, cắt trụi cây xanh như vậy gọi là cắt thấp. Tuy nhiên, kỹ thuật này thông thường chỉ áp dụng với những cây còn nhỏ để quá trình phát triển thêm các nhánh sau đó được đồng đều, chiều cao cũng phù hợp. Việc cắt trụi cây xanh chỉ áp dụng cho một số loại cây nhanh đâm chồi và chỉ triển khai vào đầu mùa mưa. Những cây mọc cành mới, cành không to nên sẽ đảm bảo an toàn và công nhân chăm sóc không phải cắt tỉa nhiều lần, phó giáo sư tiến sĩ Chế Đình Lý cho hay. Cùng theo chuyên gia, việc đảm bảo an toàn đề phòng cây xanh ngã đổ vẫn là yêu cầu tiên quyết, nhưng tùy khu vực và chủng loại cây, đơn vị cắt tỉa cần khảo sát, tính biện pháp phù hợp không ảnh hưởng đến khả năng phát triển, phục hồi của cây cũng như mỹ quan. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong khả năng tháng 8 xuất hiện từ 2 đến 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền của nước ta. Theo đó, về du thế nhiệt độ, nền nhiệt, nhiệt trung bình tháng 8 năm 2023 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng 8 năm 2023, khu vực Bắc Bộ nắng nóng tiếp tục xuất hiện đan xen với các đợt mưa. Khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nửa đầu tháng 8, có thể xảy ra những ngày có nắng nóng gay gắt. Nửa cuối tháng 8 nắng nóng có xu hướng giảm hơn so với thời kỳ nửa đầu tháng do tác động của nắng nóng tập trung nhiều ở khu vực bắc bộ và trung bộ đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư khu vực sản xuất do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng đặc biệt ở khu vực miền trung Trước đó trong tháng 7, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, đặc biệt tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ đã xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 7. Nắng nóng chỉ tạm thời suy giảm về diện và cường độ trong 1 đến 2 ngày sau đó lại tăng trở lại và duy trì trong hầu hết thời gian kể trên trong các đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày phổ biến đạt 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Một số nơi đã quan trắc được giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày vượt quá giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Về xu thế lượng mưa, trong tháng 8 năm 2023, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 25%. Riêng Lai Châu, Điện Biên ở mức xấp xỉ, khu vực Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 15 đến 30% khu vực tây nguyên và nam bộ phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ gió mùa tây nam ở phía nam nhiều khả năng gây ra nhiều ngày có mưa rào và rông ở khu vực tây nguyên và nam bộ cục bộ có ngày xuất hiện mưa rông mạnh kèm theo mưa lớn mưa tập trung vào nhiều thời điểm chiều tối. Hiện tượng mưa rông lốc, xét có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc. Về hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng cảnh báo trong tháng 8 năm 2023, báo và áp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong thời kỳ này, giải hội tụ nhiệt đối kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển phía Nam. Do vậy, các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân cần chú ý đề phòng nguy hiểm đến tính mạng của con người và của cải. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.